Nhưng mà đàn gà của Yến, Yến không chất lượng một tí nào luôn á Yến. Sao chị biết? Vì lúc nào em cũng thua hết, từ đầu đến giờ chưa một lần em thắng. Em toàn tự giết mình không à. Mới em chỉ mới nợ 60.000 đồng thôi. Nào qua thách đấu với tôi. Tôi sẽ kiếm một con gà con. Trời. 10.000 đúng không? Đúng chưa? Cái lông của nó thấy ghê vậy. Tên đất mẹ gà luôn. Lại kiếm lại số vốn, kiếm lại vốn. Ai nữa ai từng đó nha. Trời đất. Chết. Anh Dũng ạ. À. Thật đấy, anh thất bại trên mọi mặt trận luôn đấy anh Dũng. Điên thôi. 10.000. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị, đây là một con gà chiến, có hai cựa luôn. Phải đập có chiến lược chứ Yến. 20.000. Trời, con này vỡ nợ rồi. Yến vỡ nợ rồi. Gà đất đầu rồi. Em bán hoa này. Hết nợ. Thôi cho mượn con gà đi, cho anh mượn con gà đi. Chị sẽ đấu với em. Đâu, anh chỉ cho em thấy là gà và tốt hay không là do người chăn. Người nha, cẩn thận phía sau lưng mọi người nha. Đây, con gà công nghiệp này. Rồi xong một phát đất này. Để giỏi luôn. Con gà công nghiệp. Cái gì? Còn 50. 10.000. Cầm ngắm lại cho tao. Cầm dài, bà nói cầm ngắn. Sao? 20 đúng không? 20. Trời khổ. Ngắn này. Trời đất. Cha. 10.000 nữa. Trời ơi, những cái đầu con gà này. Anh Dũng. 20. 20 rồi. Đúng không? Gà này sẽ thua nữa rồi. Con gà này nó chiến nghe ta. Dạ, con quá. Quá còn hai chục. Hai chục. Ba chục nha. Ba chục. Ừ, không đó luôn. Đi đây. Gà mái luôn á. Không, con này cái dạy chứ không chắc đâu. Đúng rồi, chơi đi em. Chơi đi. Chơi đi. Chơi đi. Năm chục kìa. Không, đâu đây, bước ra. Có phải chị chưa? Không nghe. Gà què đâu, chơi luôn. Đúng rồi. Anh này gà yếu nhưng mà anh rất nhiều tiền. Quay mặt lại đây. Không sao. Để anh đập trước. Hay xây đi, cứ chơi đi, cứ chơi. 1, 2, 3. 1, 3. Hiểu ý nhau ghê luôn á. Ê anh Dũng. Tối mà đi ra ngoài đó mua những món bánh tráng nha anh Dũng. Thôi để về thì không biết mua bánh gì đâu. Anh đã bỏ lỡ. Anh đã bỏ lỡ một cơ hội. Chính xác. Wow, chắc vậy. Con gà công nghiệp. Sao cuộc chiến này nó to cái đầu, nó to đầu, nó không chết hết. Anh Dũng quấn một mày chim gà. Con gà công nghiệp.